Sau khi đã hoàn thành quá trình luyện tập cùng huấn luyện viên Lê Hoàng Đức và huấn luyện viên Phan Thanh Bình, 30 cầu thủ của trại hè sẽ có 2 trận đấu giao hữu để thể hiện tài năng thực tế của mình trên sân cỏ. Đây chính là cơ hội cuối để top 30 có thể ghi tên mình vào danh sách 18 cầu thủ xuất sắc nhất lên đường sang Nhật Bản. Trận đấu đầu tiên là cuộc so tài của đội bóng trại hè với đội U14 quận 6. Việc đối đầu với một đội bóng có độ tuổi lớn hơn cũng như đội bóng có thành tích tốt như U14 quận 6 thành phố Hồ Chí Minh trong trận giao hữu đầu tiên sẽ là một khó khăn rất lớn đối với các chàng trai U12 trại hè. Và bây giờ để xem các chàng trai của chúng ta sẽ vượt qua thử thách này như thế nào nhé. Đây là đội xuất phát của U12 trại hè trong trận đấu ngày hôm nay. Thủ môn là Duy Anh, các hậu vệ gồm có số 8 Đức Lương, số 5 Hữu Long, số 23 Trần Đại Nghĩa. Ba tiền vệ sẽ là số 17 Minh Thiện, số 24 Đức Phát và số 12 là Nhật Minh. Tiền đạo của U12 trại hè sẽ là tiền đạo số 19 Phan Thanh Đức Thiện. Đối thủ của U12 trại hè ngày hôm nay đó là U14 quận 6 thành phố Hồ Chí Minh. Việc lựa chọn của đối thủ có độ tuổi lớn hơn so với U12 trại hè là nằm trong sự tính toán của ban huấn luyện. Có lẽ là ban huấn luyện muốn các em tránh được sự bỡ ngỡ khi phải đối đầu với những đội bóng có thể hình to lớn. Ở trong những ngày qua thì U12 Toyota Vietnam đã tập luyện chăm chỉ và có lẽ là bây giờ bộ khung đang dần dần được hình thành trong lối chơi của U12 trại hè. Sẽ là quả đá phạt góc dành cho U14 quận 6. Và tạt bóng bầu vào bên trong, đánh đầu, không vào. U14 quận 6 có thể nhỉnh hơn, bởi vậy những quả phạt góc luôn rất nguy hiểm. Cơ hội đầu tiên của hiệp 1 trận đấu này đã thuộc về các cầu thủ U14 quận 6 thành phố Hồ Chí Minh. Vẫn là đợt lên bóng của U14 quận 6. Phạt góc dành cho đội bóng màu áo xanh. U14 quận 6 đang tấn công khá nhiều ở hành lang cánh phải. Tiếp tục làm quả treo bóng bổng nữa. Vẫn đang là các thủ U14 quận 6 không vào. Tình huống cứu thua của Duy Anh. Và người tốt. Dứt điểm, cú đá rất căng. Và lưới của U12 trại hè đã phải rung lên sau pha xử lý vừa rồi của cầu thủ bên phía U14 quận 6. Số là 1-0 dành cho các thủ U14 quận 6 với một cú dứt điểm từ tầm xa, bóng đi găm vào góc xa và thủ thành Duy Anh đã bay người hết cỡ nhưng cũng không thể đẩy bóng ra. Cuối cùng thì những sức ép mà U14 quận 6 tạo ra, họ cũng đã chọc thủng lưới của U12 trại hè với một pha dứt điểm ở một khoảng cách tương đối xa, nhưng đó là một cú ra chân rất mạnh. Nhật Minh, đường truyền của Đức Thiện, đó là một pha chọc khe có ý đồ của Đức Thiện dành cho Minh Thiện. Và tranh chấp rất tốt, đường truyền cho Đức Thiện, bóng đã được đưa vào lưới của U14 quận 6 và tỷ số được phân bình là 1-1 dành cho U12 trại hè. Pha tấn công có nét đầu tiên của các cầu thủ U12 trại hè và Đức Thiện đã giúp cho đội bóng mặc áo trắng gỡ hòa 1-1. Đó là một pha phối hợp tấn công rất tốt của U12 trại hè. Một pha chọc khe và Đức Thiện chạy cắt mặt và sau đó có cú dứt điểm tinh tế để đánh bại thủ môn của U19 quận 6, gỡ hòa cho U12 trại hè. Tỷ số bây giờ là 1-1. Và qua người tốt, đường truyền vào, nguy hiểm. Bóng vừa cắt ngang khung thành của Duy Anh. Thứ thật may cho U12 trại hè là không có một cái bóng áo xanh nào có thể chạm bóng trong tình huống vừa rồi. Đã có bàn thắng thứ hai dành cho U14 quận 6. Vẫn là một pha ra chân chất lượng nữa. Những cú sút rất căng của các thủ U14 quận 6 và Duy Anh đã phải lần thứ hai vào lưới nhặt bóng. Và hiệp thi đấu đầu tiên đã khép lại với tỷ số 2-1 nghiêng về U14 quận 6. Con cảm thấy cái ăn to cao. Con rút được kinh nghiệm là phải phối hợp và có tinh thần đồng đội. Giờ căng thẳng và
nên đội bạn cũng to con, khó lấy bóng được bên mấy anh đó. Dạ, hồi hộp với lại kịch tính vì mấy anh đội bạn to hơn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với diễn biến của hiệp thi đấu thứ hai trận đấu này. Ở trong hiệp 2 này thì đội hình của U12 Trại Hè đã thay đổi đội hình thi đấu. Trên sân thì chỉ giữ lại duy nhất cầu thủ mang áo số 19, đó là tiền đạo Đức Thiện, người đã làm bàn cho U12 Trại Hè trong hiệp 1. Bây giờ thì đội hình của U12 Trại Hè gồm có thủ môn là Việt Bách. Các hậu vệ gồm có số 22 Thái Tuấn, số 10 Quang Tiến và số 6 là Minh Thành. Ba tiền vệ sẽ là Việt Nam, Hoàng Vũ và Thế Ngọc. Và tiền đạo thì như chúng ta đã biết vẫn sẽ là Đức Thiện. Vẫn đang là những đợt lên bóng của U14 quận 6, cú dứt điểm ngay. Đó là một cú đá quá nhẹ và không có gì khó khăn cho Việt Bách. Đợt lên bóng của U12 Trại Hè đã để mất bóng rồi. Đợt phản công dành cho U14 quận 6. Đức Thiện ở bên trên là Việt Nam, không được. Đường chuyền của Đức Thiện đã không thể đến được với vị trí của Hồ Việt Nam. Đức Thiện, chỉ có một mình Đức Thiện ở bên trên. Cú dứt điểm ngay, cú đá rất tốt của Đức Thiện nhưng bóng đã đi ra ngoài. Vẫn đang là các thủ 14 quận 6 dứt điểm. Tỷ số được nâng lên là 3-1. Cú đá quá đẹp và không có hồi nào cho Trần Việt Bách. Một cú đá bóng rất mạnh và đưa bóng đi vào góc xa. Và U12 Trại Hè đã phải vào lưới nhặt bóng lần thứ 3. Đường chuyền sang cánh trái rất tốt. Không được. Pha bật lên là của Việt Nam. Rất tốt. Rất thoáng dành cho các cầu thủ 14 quận 6, không vào. Đó dường như là một cú dứt điểm ngay. Thái Tuấn. Hơi khó khăn cho Thái Tuấn khi trước mặt là rất nhiều những cầu thủ cao lớn hơn. Đối thủ của U12 Trại Hè ngày hôm nay là U14 quận 6 thành phố Hồ Chí Minh. Đội bóng đã vừa vô địch giải đấu U14 thành phố Hồ Chí Minh. Là đội bóng có thể hình cao lớn hơn nhiều so với U12 Trại Hè. Và tranh chấp rất tốt và khôn ngoan. Cuối cùng thì Thế Ngọc cũng để mất bóng. Phạt góc dành cho U14 quận 6. Dứt điểm. Cú đá đi ra ngoài của các thủ 14 quận 6 thành phố Hồ Chí Minh. Không được. Pha dứt điểm có phần hơi vội vàng. Trận đấu đã khép lại với chiến thắng thuộc về U14 quận 6 thành phố Hồ Chí Minh. Một trận đấu mà chắc chắn là các cầu thủ nhí của U12 Trại Hè sẽ có được rất nhiều bài học kinh nghiệm khi đối đầu với những đội bóng có thể hình tốt hơn. Dạ, đội mình hôm nay thi đấu rất tốt. Đội mình cần có những kinh nghiệm là bật tường nhiều hơn, kèm người chặt hơn và phân phối bóng ra cánh. Hôm nay con thi đấu ở vị trí tiền vệ cánh trái. Tốc độ của con chưa được cải thiện, với lại kỹ thuật dẫn banh vẫn còn thua nhiều về mấy anh. Trải qua trận đấu giao hữu đầy cam go và thử thách, 30 chàng trai Trại Hè cũng đã vượt qua một cách xuất sắc. Và để thưởng cho những nỗ lực này, ban huấn luyện Trại Hè đã dành tặng 30 cầu thủ chuyến đi dã ngoại đầy thú vị đầu tiên. Sau chuỗi ngày tập luyện gắn tháng, những hình ảnh về chuyến dã ngoại của các cầu thủ Trại Hè sẽ có trong chương trình Khi Trái Bóng Lăn, phát sóng vào 16 giờ 15 phút ngày 30 tháng 12 trên kênh VTV6.